Ngày 23 tháng 11, Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ vụ vờ mua điện thoại rồi lấy trộm trên địa bàn. Theo đó, nạn nhân là anh NND, chủ tiệm điện thoại trong hẻm 47 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Theo anh D, vụ việc xảy ra vào 13 giờ ngày 18 tháng 11 và được camera an ninh ghi lại. Thời điểm trên, anh D đang đứng bán hàng thì nam thanh niên điều khiển xe máy tới hỏi mua điện thoại. Anh D lấy chiếc điện thoại hiệu Samsung đưa cho khách xem. Khi vừa quay lưng lại thì nam thanh niên cầm chiếc điện thoại lên xe bỏ chạy. Phát hiện, anh D phi thân qua tủ kính để chạy đuổi theo nhưng không kịp. Chiếc điện thoại bị mất trị giá khoảng 10 triệu đồng. Theo nạn nhân, trước đó một ngày tức ngày 17 tháng 11, nam thanh niên nói trên đã đến tiệm hỏi mua điện thoại trả góp. Đến hôm sau thì xảy ra vụ việc. Anh D sau đó đã trình báo với công an phường Bình Hưng Hòa B. Khi mà đối tượng giật máy của mình bỏ chạy đó, mình cũng có phóng ra được, mình đuổi theo đối tượng khoảng 100m. Thì cái lúc đó đường nó rất là vắng. Nhưng mà nhìn ở phía trên đó, thì có một xe đang giống như là của bỏ chung với đối tượng đó. Mình hô hoán nhưng mà họ không chặn đối tượng đó lại. Họ thấy đối tượng đó đi chạy xa rồi, cái bắt đầu xe đó chạy quay đầu lại đi theo đối tượng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.